Dự án khu phức hợp đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội có kinh phí 1,2 tỷ đô la Mỹ, lớn hơn kinh phí xây đại sứ quán mới tại London, Anh năm 2018. Theo thông tin từ đại sứ quán Mỹ, trụ sở mới sẽ được xây dựng trên khu đất 3,2 hectare, quy mô xây dựng là 39.000 m², tổng ngân sách dự toán là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đơn vị chịu trách nhiệm về kiến trúc là EYP Architecture and Engineering có trụ sở tại Washington DC. Đại sứ quán nằm ngay công viên Cầu Giấy và đường Phạm Văn Bạch, giúp nơi đây pha trộn hoạt động nhộn nhịp của thành phố hiện đại và nét thanh bình của thiên nhiên. Trên website của EYP, công ty này cho rằng khu phức hợp đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội đại diện cho cột mốc quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao đang trên đà phát triển giữa Mỹ với Việt Nam. Công ty cho biết kiến trúc của công trình gắn với cảnh quan đô thị hiện đại của Hà Nội và phản ánh nét đẹp tự nhiên, thanh bình của thành phố. Khu phức hợp gồm một tòa nhà văn phòng, nơi ở cho lực lượng an ninh bên trong cơ quan ngoại giao Mỹ, vốn thường do thủy quân lục chiến nước này đảm trách, các tòa nhà hỗ trợ. Lấy ý tưởng từ Vịnh Hạ Long của Đông Bắc Việt Nam, nơi nổi tiếng với vùng nước lung linh và hàng ngàn đảo đá vôi cao ngất, vật liệu của tòa nhà thể hiện cách tiếp cận ngoại giao minh bạch, có suy xét và hướng tới tương lai của Mỹ, EYP cho biết. Khu phức hợp đại sứ quán mới được cho là mang lối kiến trúc cởi mở, gắn kết, đại diện cho mối quan hệ đối tác ngoại giao của Mỹ với Việt Nam và thể hiện những điều hai nước có thể đạt được khi tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và xã hội. Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ, khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ dự kiến xây dựng tại Hà Nội là một không gian đô thị hiện đại, thể hiện văn hóa và sức sống của thành phố. Trụ sở Đại sứ quán mới sẽ đảm bảo rằng cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ được đặt ở một vị trí có thể hỗ trợ và trở thành biểu tượng của sự hợp tác tình hữu nghị và phát triển cho nhiều năm tới.